Chào các bạn. Các bạn đang được chiêm ngưỡng một cặp loa rất là khủng long của hãng Bioneer, model V50F, CS V50F. Đây là một cặp loa karaoke và nghe nhạc, có thể nói là rất là cao cấp và vượt xa những dòng loa thời điểm bây giờ. Model Bioneer CS V50F nó có thiết kế rất là khủng long. Các bạn đang thấy là nó cao, rất là cao. Mình quay mà nó không hết cái góc máy luôn, là các bạn biết rồi. Nó cao 1m17, chiều ngang của nó là 30 và chiều sâu là 35, rất là sâu. Cặp loa CS V50F này nó có thùng, nó nặng, rất là nặng, hơn 30kg. Và thiết kế của nó là cái lưới phía trước, mình chúng ta muốn mở thì chúng ta phải tháo cái sau ra. Và đây là một thiết kế khá là độc đáo, tại vì những dòng loa mà nhiều loa thì người ta thường muốn bảo vệ loa cho chắc chắn hơn, phòng những trẻ em hoặc là người vô chúng ta vô tình chúng ta làm đụng nó rách cái màng. Thì mình có tháo ra và mình đã có đưa lên hình trên TV để các bạn xem bên trong cho nó dễ hơn, để mình thực hiện video dễ hơn. Chứ còn nãy mình vừa quay vừa tháo thì rất là bất tiện. Đây là khi đã tháo ra, các bạn xem trên TV là phía trước của nó. Chúng ta tháo miếng gỗ phía sau và để mình mở cái điện thoại lên, chúng ta tháo miếng gỗ phía sau và phía trước của nó là đây. Hai loa trép, hai loa mic, hai loa bass 20, rất là khủng. Đó. Và đây, đây là phía sau của nó khi ta tháo miếng gỗ ra. Bass của nó là từ đời luôn nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy từ đời. Hai loa trép, hai loa mic, rất là khủng. Phía dưới là cái mặt phân tầng của nó có đến hai phân tầng lận. Bạn có thể thấy đây, rồi cái ô vuông này là một cái phân tầng. Đây, đây là một cái phân tầng. Còn qua bên này là cái phân tầng nữa. Rất là khủng. Với cái loa CS V50F này, công suất nó lên đến 400W mỗi loa, đảm bảo là những cái dòng BMB hoặc là những dòng bo trong tầm giá 15 triệu đổ lại thì không thể nào qua được chất âm của nó được. Mà không những chúng ta nghe nhạc mà chúng ta karaoke rất là tuyệt vời. Mình đã thử test karaoke rất là nhiều và tiếng bass của nó rất là sâu và chắc. Bởi vì nó sở hữu hai loa bass nên cái tiếng âm hình rất là rộng. Các bạn có thể thấy cái bass của nó từ đôi nữa. Mà cộng với cái công suất như thế này thì vô địch rồi. Vì bây giờ mình sẽ test nhạc cho các bạn nghe thử để chúng ta cảm nhận chất âm và mình sẽ có một bài test karaoke sau. Rồi, các bạn nào mà có nhu cầu hình ảnh hay gì thì cứ gọi mình, mình sẽ cho thêm hình. Loa này nó có phía dưới phía trên nó có hai miếng mica để trang trí rất là đẹp. Rồi. Giờ mình sẽ test nhạc. Xa xa lướt nhanh cuốn theo.
thành tham lối đi nắng mai chập cầu hãy liên hệ mình sớm theo số điện thoại trên. Mình sẽ có những bài test với karaoke và những cái âm lây khác để ghép với nó. Nói chung các bạn vừa nghe thì nó chơi nhạc vàng khá là tốt, công suất 400W, nó đập và tiếng bass rất là uy lực và mạnh mẽ. Rồi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ đăng ký kênh của mình nhé.